trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hành trình trở thành vị tướng anh hùng của Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Khuất Duy Tiến. Phần thứ nhất, tôi được tiếp xúc và trò chuyện với Trung tướng Khuất Duy Tiến không nhiều, nhưng từng được nhiều người thuộc mọi thế hệ kể về ông. Đặc biệt qua cuốn hồi ký ký ức đời binh nghiệp do Đại tá Lê Hải Triều thể hiện chân thực, sinh động, giàu cảm xúc đã cho tôi hình dung khá trọn vẹn về ông một vị tướng trưởng thành trong khói lửa hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau dấu mốc 1975, với các cương vị và trọng trách được giao, Khuất Duy Tiến luôn thể hiện là người cán bộ chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong mọi tình huống để lãnh đạo chỉ huy thắng lợi mọi nhiệm vụ. Luôn đồng nhất ở ông, từ khi là cậu thiếu niên tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, từng bị địch bắt đưa vào nhà tù hòa lò, tiếp đến sớm vượt tù ngục có mặt trong đội hình đại đoàn đồng bằng. Chiến đấu ở Sơn Tây, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Đông, Thái Bình, dưới quyền chỉ huy của đại đoàn trưởng Tài danh Văn Tiến Dũng. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Khuất Di Tiến được cử đi học Trường Sĩ quan Lục quân 1. Khi ra trường, ông được điều về công tác tại quân khu 3. Khi quân Mỹ trực tiếp tham chiến ở miền Nam, ông lại cùng sư đoàn 320 hành quân vào đánh Mỹ ở chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, tham gia giải phóng Sài Gòn. Những tháng năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, ác liệt cũng là những năm tháng rèn đúc nên ý chí và bản lĩnh thép của một khuất duy tiến kiên cường, cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sát, hiểu biết rõ đến từng người chiến sĩ, từng đơn vị thuộc quyền, luôn nắm bắt đầy đủ ý định, tư tưởng chỉ đạo của cấp trên. Bằng trí tuệ và bản lĩnh, tầm nhìn của mình đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi đất nước thống nhất, hai đầu biên giới lại rộ lên tiếng súng, khuất duy tiến trên cương vị mới sư đoàn phó, rồi sư đoàn trưởng sư đoàn 320. Từ năm 1976 đến năm 1979, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân đoàn 3, từ năm 1980 đến năm 1984, tư lệnh quân đoàn 3, từ năm 1984 đến năm 1989, đã ngày càng trưởng thành trong sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng của quân đội ta, khuất duy tiến cùng bộ đội tham gia đánh Pol Pot cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng và chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Năm 1989 ông được điều giữ chức Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham Mưu. Năm 1994, ông được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Sĩ Quan Lục Quân một và nghỉ hưu năm 1997 khi tròn 66 tuổi. Cuộc đời của Trung tướng Khuất Duy Tiến là điển hình của người chiến sĩ cách mạng, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, dưới sự dẫn dắt của Hồ Chủ tịch, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngẫm ngợi về thế hệ các ông, Chúng tôi, thế hệ cầm bút vinh dự được khoác trên mình bộ quân phục càng thấy thật rõ những gì có được hôm nay đã phải đổi bằng rất nhiều máu xương của các thế hệ đi trước trong đó có ông, vị trung tướng khả kính của quê hương Đại Đồng Thạch Thất. Tiếp xúc với ông, nghe ông trò chuyện với trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tôi càng cảm phục sự mẫn tiệp và đức tính giản dị của người con quê hương Đại Đồng. Các vị tướng trao đổi ngắn gọn kết luận thấu đáo những vấn đề khi tổ chức cuốn sách về các vị tướng quê hương thạch thất. Nhìn vẻ mặt tươi nhuần, nụ cười rạng rỡ của lão tướng quân năm nay đã bước sang tuổi 86, tôi càng thấy rõ một điều, thế hệ cha anh đã đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thiêng liêng là một lẽ đương nhiên. Những vị tướng sinh ra từ nhân dân, chiến đấu máu thịt trong lòng nhân dân chắc chắn sẽ đi đến ngày toàn thắng. Đoàn quân chính nghĩa trong đó có khuất duy tiến, dưới sự dẫn dắt của đảng của bác hồ đã làm nên những điều thần kỳ từ chính lầm than cơ cực để đất nước chúng ta nhân dân chúng ta có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay từ trong sâu thẳm bằng những trực cảm của mình tôi đã thấy được vị lão tướng trong hành trình trưởng thành của mình như những suối nguồn đi ra sông dài biển lớn vị tướng trận rung rung mái đầu bạc trắng nheo cặp mắt hồn hậu nhìn ra khoảng trời phía trước đang mở ra an bình thơ thới phía trước lá cờ đỏ sao vàng tung bay cuồn cuộn trên nóc cột cờ hà nội xa kia dòng sông hồng đang mùa phù sa dâng đẫm mật cho đôi bờ ngô lúa tốt tươi và nơi xã đại đồng huyện thạch thất ngôi làng cổ từng có tên kẻ đồng cự đồng ấp đồng từ thời vua lê thế tông lê hy tông lê dụ tông đến nay vẫn còn đó ngôi đình cổ với những phiến đá xanh vuông đế tròn thấm đẫm nước thời gian đó cũng là nơi sinh ra người con người chiến sĩ vị tướng khuất di tiến Cây có cội nước có nguồn, chính quê hương, nguồn cội lớn đã tạo nên sức mạnh cho người chiến sĩ. Ngẫm về ông, vị tướng của vùng đất Đại Đồng, xưa kia là Tổng Đại Đồng với các địa danh Đại Đồng, Cẩm Bào, Yên Lỗ, Thanh Cầu, Lại Khánh, Hạnh Đàn, Hoàng Xá, chúng ta càng thấy rõ một điều. Chính các mạch nguồn đất đai, tổ tông nguồn cội đã sinh thành và nuôi dưỡng những người con đủ sức lớn mạnh, trưởng thành, đi đánh giặc và đánh thắng giặc, để những người con ấy, buổi thanh bình về hiếu kính tiên tổ quê hương trung tướng khuất duy tiến là một người con trung dũng hiếu thuận một niềm tự hào của vùng đất đại đồng giàu truyền thống cách mạng cuộc đời ông đã thể hiện sự phong phú sinh động sự trưởng thành của người chiến sĩ cách mạng giàu nghị lực luôn khiêm tốn sẵn sàng hy sinh trên mỗi chặng đường hành trình của vị trung tướng quê hương đại đồng khởi đầu từ những ngày thiếu đói cơ cực nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm chỉ mơ ước bữa ăn no manh áo vải nâu giấc ngủ không chập chờn ốm đau bệnh tật giặc giã đến những buổi sớm theo việt minh tham gia công tác đoàn thể nơi quê hương những ngày đánh pháp nhưng cũng chính tuổi thơ lầm than đã cho khuất duy tiến sớm có ý chí sớm có bản lĩnh kiên cường dứt khoát chỉ có thể tiến theo cách mạng theo đảng theo bác hồ đến ngày toàn thắng mà không màng gì đến tính mạng của mình tuổi thơ khuất duy tiến cũng như tuổi thơ hàng vạn hàng triệu người con đất việt buổi mất nước buổi bị tước đi cái quyền sơ đẳng nhất quyền làm một con người. Ông cũng được hưởng đức tính kiên cường. Sự tiết tháo của người cha khuất duy đàn, vốn mang trọng trách trưởng tộc dòng họ khuất ở Đại Đồng. Người cha khuất duy đàn được ông bà nội ngoại quý mến, sớm cho đi học chữ nho từ năm 6 tuổi. Khi bố mất, khuất duy đàn tròn 7 tuổi. Cái tuổi còn quá non nớt để phải chịu đựng đau thương, mất mắt không dễ bề gượng dậy được. Người mẹ vũ thị tốt sau buổi chết đi sống lại đã gắng gượng cùng họ hàng nội ngoại cắn chặt răng làm lụng nuôi nấng các con thành người. Người con khuất duy đàn 9 tuổi đã phải ngày ngày đi mót lúa mót khoai, bắt cua bắt ốc, kiếm củi cắt giả giúp đỡ mẹ nuôi các em. 9 tuổi đầu, khuất duy đàn đã nói với mẹ. Mẹ ơi, con lớn rồi, con có thể chăn trâu, cắt cò, quét dọn nhà cửa, phơi rơm phơi thóc được. Mẹ cho con đi ở để kiếm bát cơm của người, mẹ đỡ phải nuôi con. Người mẹ quá chồng khóc mắng con trong nước mắt. Con phải đi học, khi nào viết được văn tế tổ đi làm gì hãy đi. Mẹ còn lê được chân, con còn phải đi học. Những năm tháng ấy cả nước đói, người chết la liệt, ruột thịt còn không cứu được nhau. Khi không còn gì để ăn, người mẹ đành rất ruột cho khuất duy đàn đi ở tại làng Thụy Phiếu khi đàn mới hơn 9 tuổi. Cũng may rời không đóng cửa nhà ai. Cậu bé đàn lam làm, hiếu thuận, nhẫn nhịn đã gặp được gia đình người chủ rất tốt bụng và quý mến. Đến năm đàn 23 tuổi còn định gả con gái cho nhưng chàng trai họ khuất theo lời họ mạc và mẹ đã trở về cưới vợ. Gia đình người chủ tiếc lắm, luôn coi đàn như con cái ruột. Tiếp đó là chiến tranh giặc giã, mỗi người mỗi nơi ly tán phương trời. Bố mẹ khuất duy tiến sinh 10 người con chỉ nuôi được 5 người. Tiến là anh cả sinh năm 1931, tiếp đó khuất thị đạt sinh năm 1933. Người em thứ 8 khuất thị lan sinh năm 1948. Em thứ 9 khuất thị liên sinh năm 1950 em thứ 10 Khuất Duy Viễn sinh năm 1952, còn các em từ thứ 3 đến thứ 7 mất khi còn rất nhỏ vì đói kém, bệnh tật, xã hội phong kiến hủ lậu, với những thối nát cùng cực đã cướp đi sinh mạng của biết bao người. Là con trưởng, lại là trưởng họ Khuất, người cha Khuất Duy Đàn trong khó khăn cùng cực vẫn mong muốn lo cho cậu con cả, trưởng họ tương lai Khuất Duy Tiến được ăn học. Khuất Duy Tiến sớm được học cả chữ nho và chữ quốc ngữ vừa làm việc giúp mẹ. Thấy con còn mải đi mót lúa mót khoai, Bắt cua bắt cá phụ giúp gia đình. Người cha giận quá đã đánh con và mắng. Bố đã thất học chịu cảnh hèn hạ. Con cũng theo bố ư hở con. Người có học người đời mới không khinh rẻ bắt nạt được. Tại sao con không nghe lời bố? Khuất duy tiến khóc thương bố càng cắn răng học hành. Các thầy chữ nho và chữ quốc ngữ rất thương quý chàng trai hiếu học. Đặc biệt là thầy giáo hào. Người nổi tiếng hay chữ và nghiêm khắc từng được nhà nước bảo hộ Pháp và vua Triều Nguyễn Phong tặng hàm cử phẩm văn dài thầy còn cho tiến ngủ ở nhà thầy để tiện học hành. Thật kỳ diệu, vượt qua mọi khó khăn, đói kém. Năm 1944, Khuất Duy Tiến đã thi đậu bằng sơ học yếu lược, vốn chỉ dành cho con cái của chức sắc và quan lại lớn bấy giờ mới có đủ sức theo học. Nhưng chàng thiếu niên Khuất Duy Tiến không chỉ sáng dạ trong đường học hành, mà còn sớm nhận ra những sự khác biệt khi tuổi còn rất nhỏ. Khi quá túng thiếu, mấy người em ruột của Tiến chết vì không có thuốc men, đến ăn còn không có khiến người cha quất thức. Thì khi ấy người cậu ruột là Đinh Quang Hoàn đến thăm an ủi, nói lời hơn lẽ thiệt và phụ giúp gia đình một khoản tiền. Người cậu còn nói, tất cả chỉ tại thằng Tây, thằng Nhật, bọn vua quan, bọn tránh tổng lý trưởng, bọn nhà giàu chúng nó dìm anh em nghèo khó chúng ta vào kiếp tối tăm, cơ cực đói khổ, rốt nát chứ mình có tội tình gì. Trong lúc người cha ngẫm ngợi thấy cần phải đứng dậy nuôi vợ nuôi con, thì chàng thiếu niên khuất duy tiến đã nghĩ khác. Tiến sớm nghĩ chắc chắn người cậu ruột Đinh Quang Hoàn phải là người hiểu biết lắm. Cậu đi nhiều từng trải và theo lý lẽ giá mắng Tây, Nhật thì lẽ nào ở trong hội kín Việt Minh chăng? Những suy nghĩ của Tiến không qua mắt được người cậu tinh tường. Cậu tâm sự thẳng với Tiến. Cậu phân công nhiệm vụ gác cổng khi nhóm họp cho Tiến. Chính các cậu Đinh Quang Hoàn, Đinh Quang Chiến, Nguyễn Vũ Văn là những người giác ngộ bước đầu cho chàng thiếu niên khuất duy Tiến. Khuất duy Tiến đến với cách mạng tự nhiên như lẽ sống ở đời. Cách mạng là ngọn lửa tất yếu cháy bùng lên, quét sạch ách đô hộ của ngoại bang. Sự thối nát của chế độ cũ thì những chàng trai sớm được học hành, có tố chất thông minh, từ lầm than đói khổ như khuất duy tiến tất yếu sẽ tìm đến. Sau trận đói kinh hoàng năm ất dậu mà gia đình khuất duy tiến đã phải gạt nước mắt cho người con gái khuất thị đạt mới 13 tuổi đi ở đợ cho người. Hôm dẫn em đi đến nhà bà Tư Triệu ở thôn Hương Lam, khuất duy tiến, người được học chữ đã phải tự tay viết văn tự bán em mình người cha không dám nhìn đứa con gái hơn chục tuổi đầu đã phải lìa nhà đi ở. Người con gái mím chặt môi mặt hai dòng nước mắt chảy tràn. Những ấn tượng đó còn mãi với khuất duy tiến đến tận hôm nay. Cách mạng tháng 8 như một ngọn gió mạnh quét sạch những tàn dư, thổi một luồng sinh khí mới vào mỗi con người Việt Nam. Mới hôm qua thôi còn bần cùng, sợ sệt, không dám ngẩng đầu lên trước đòn vọt kẻ xâm lăng. Tại thạch thất, dưới sự chỉ đạo của sứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Văn Lộc, sứ ủy viên đã quyết định huy động lực lượng quần chúng biểu tình vũ trang giành chính quyền ở Thạch Thất. Khuất Duy Tiến hăm hở vác con dao phát bờ, cùng các cậu ruột nhập vào đoàn người tham gia cướp chính quyền. Tại xã Đại Đồng, khi nhận được mệnh lệnh huy động đội tự vệ chiến đấu gấp rút lên đường tham gia cuộc khởi nghĩa, những thanh niên mau chóng cùng nhân dân tiến vào huyện Sở Thạch Thất và vận động trung đội lính và đám công chức ở đây bàn giao huyện Sở cho Việt Minh. Lá cờ đỏ sao vàng đã được cắm lên tại huyện Thạch Thất. Sau khi giành chính quyền ở huyện, được sự chỉ đạo của cấp trên tổ việt minh và tự vệ chiến đấu xã đại đồng trở về tiến hành giành chính quyền ở xã từng loạt trống ở đại đình nổi lên ầm ầm dân làng đổ ra chật sân chật bãi chật đường cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa nắng chiều thu rực rỡ chàng thiếu niên khuất duy tiến nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay náo nức mà còn như không tin ở mắt mình những ngày chính quyền mới cách mạng non trẻ đầu tiên bộn bề công việc với sự gian rào xảo quyệt giặc Pháp đã bội ước nổ súng vào đồng bào ta. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Toàn dân nghe theo lời hồ chủ tịch vùng lên đánh giặc. Chúng ta không thể một lần nữa lại trở về làm nô lệ cho lũ ngoại bang. Chính quyền Việt Minh xã Đại Đồng mau chóng tổ chức cùng nhân dân đánh giặc. Khi thực dân Pháp nống ra các vùng ven, bọn tề ngụy lập tức nổi dậy thiết lập chính quyền. Khuất Duy Tiến được giao nhiệm vụ thâm nhập vào nhân viên bảo an xã của địch để hoạt động. Tháng 10 năm 1949, Khuất Duy Tiến bắt liên lạc được với đại đội 354 thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 48 để đón đồng chí Ngữ về diệt tên lý trưởng xã Đại Đồng. Sau hai lần bố trí tiêu diệt chưa thành công, để trả thù cách mạng, tên lý trưởng huy động lực lượng và bắt được Khuất Duy Tiến cùng các anh Kiều Bá Trung, Kiều Văn Chỉ, Vũ Văn Hữu, Khuất Bá Lạo, Khuất Duy Luyện, Khuất Văn Học, Khuất Văn Bồi, Khuất Văn Hiều xuống huyện Giam. Khuất Duy Tiến bị tra tấn dã man, hết tây đen đến tề ngụy đánh đập tiến ngất đi sống lại đổ nước lạnh vào tra tấn tiếp tiếp đó khuất duy tiến cùng những người tù bị chuyển giam ở thị xã sơn tây và sau đó đưa về nhà tù hòa lò để biệt giam tại hòa lò thật không ngờ đây chính là trường học của khuất duy tiến chàng thanh niên thông minh nhanh nhẹn rất tích cực hoạt động trong tù nhiều tài liệu về chủ nghĩa cộng sản được tuyên truyền ở nơi đây ngày 19 tháng 5 năm 1950 quân pháp tiến công hà nam giặc huy động tù binh đi phục vụ chiến đấu vận tải đạn cho binh lính pháp tối hôm đó lợi dụng lúc quân pháp ngủ khuất duy tiến cùng một số đồng chí bí mật trốn thoát được sau nhiều đêm ngày được nhân dân giúp đỡ khuất duy tiến và các đồng chí trở về được xã đại đồng mong muốn tiếp tục được hoạt động khuất duy tiến gặp lại người cha và nói rõ ý định của mình muốn đi bộ đội vào quân chủ lực để trực tiếp đánh giặc người cha và các anh ở chính quyền xã đại đồng thạch thất đều nhất trí đồng chí tiêu Chủ tịch xã viết giấy giới thiệu để khuất Duy Tiến nhập ngũ vào trung đoàn 48. Người con xã Đại Đồng trở thành người lính của trung đoàn 48 từ ngày 4 tháng 9 năm 1950. Năm đó khuất Duy Tiến tròn 19 tuổi. Những tháng ngày chiến đấu trong đội hình trung đoàn 48 đã sớm để người chiến sĩ khuất Duy Tiến ý thức được cuộc chiến đấu sẽ vô cùng gian khổ, ác liệt. Ông bị thương trong trận đánh đầu tiên khi chống địch càn vào làng Hạ Băng, huyện Thạch Thất ngày 19 tháng 10 năm 1950 đại đội khẩn trương triển khai đội hình, tiểu đội phó thức bình tĩnh quan sát và hỏi Tiến, đã thấy địch chưa? Tiến báo cáo đã nhìn thấy địch và khi nhận lệnh bắn vào đội hình địch thì một bên đùi trái mắt lạnh, ống quần rách toang, máu chảy đầm đìa. Tiến lập tức được lệnh giao súng và lui về phía sau điều trị vết thương. Nóng ruột mong muốn trở lại đơn vị đánh giặc. Khi vết thương còn chưa lành, khuất duy tiến năng nặc xin trở lại trung đoàn khi chiến dịch Sơn Tây vừa kết thúc thắng lợi. Trở lại đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 884, làm liên lạc đại đội 737 do đồng chí Ngô Huy Biên đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Kim Tuấn Tiểu đoàn phó, trực tiếp đi theo đại đội đánh địch ở Tam Dương, Thanh Lỗi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Những ngày đánh địch vùng tạm chiếm cùng những người lính chiến thực sự đã mở rộng tầm mắt và kiến thức quân sự, kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp trên chiến trường cho người chiến sĩ trẻ khuất duy tiến, để anh có những nền tảng đầu tiên trong cuộc chiến đấu rằng rạc sau này. Theo bước trưởng thành của đơn vị, qua thực tiễn chiến đấu, Khuất Duy Tiến được bổ nhiệm làm trung đội trưởng trung đội 19 xung kích. Đầu năm 1954, khi trên toàn chiến trường, ta đang chuẩn bị mọi mặt để đánh điện biên phủ. Đại đoàn 320 khẩn trương hoạt động đánh địch trên khắp đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các khu vực Thái Bình, Phủ Lý, Ninh Bình, Phát Diệm, các trục đường quốc lộ, đường sông để phân tán, xé nhỏ tiềm lực của địch. Các trung đoàn 48, 52, 64 liên tiếp nổ súng đánh địch khắp nơi và lập được nhiều chiến công. Trong trận chiến đấu tiêu diệt cứ điểm chùa Ông, Khuất Duy Tiến bị thương vào cổ tay phải vẫn tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu rất dũng cảm. Đúng là bom đạn tránh người, Khuất Duy Tiến nhiều lần bị thương, nhưng dường như bom đạn chưa thể sát thương được người con anh dũng đại đồng. Kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đại đoàn 320 trong đó có trung đoàn 48 cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Hừng hực khí thế bước vào nhận nhiệm vụ mới. Sau năm 1954, Đất nước bộn bề công việc, ai cũng khẩn trương, quyết liệt. Nhân dân ta, người chiến sĩ ta đã có bước trưởng thành mới, sẵn sàng đảm đương những trọng trách mới. Tết năm 1955, khuất duy tiến được đơn vị cho về quê ăn Tết. Khi đến chào họ hàng, bà con cô bác trong làng, người lính đại đoàn đồng bằng gặp cô thôn nữ Vũ Thị Hồng Vân, như một mối duyên tiền định, họ đến với nhau trong sự mừng vui của gia đình, làng xóm và cơ quan đoàn thể nhưng cũng phải đến ngày 6 tháng 1 năm 1958, đám cưới của đôi trai tài gái sắp mới được tổ chức. Khi ấy, Khuất Duy Tiến đang chuẩn bị thi tốt nghiệp khóa 10 trường sĩ quan lục quân một. Chàng trai họ Khuất chỉ có được vẻn vẹn 3 ngày cho hạnh phúc riêng. Thời chiến là như vậy, tất cả, ai cũng biết hy sinh cái riêng vì cái chung lớn lao phía trước. Tháng 5 năm 1958, Khuất Duy Tiến tốt nghiệp ra trường là một trong năm người đạt điểm cao nhất khóa ông được điều về làm đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 17 thuộc đại đoàn 320. Tháng 12 năm 1958, Khuất Di Tiến được phong quân hàm thượng úy, làm công tác ở tiểu đoàn huấn luyện được gần một năm. Tháng 11 năm 1959, ông được điều về làm giáo viên chiến thuật trường quân chính quân khu 3. Đến tháng 7 năm 1962 được cử đi học khóa một trường trung cao quân sự. Hiệu trưởng là đồng chí Trần Văn Trà, hiệu phó là đồng chí Hoàng Minh Thảo. Thời gian ở trường, được tiếp xúc với những bậc thầy lớn về quân sự đã cho học viên có được tầm nhìn, sự trưởng thành, sự bao quát toàn diện để sẵn sàng cho một chiến trường lớn. Khi ra trường, Khuất Duy Tiến được điều về làm trợ lý quân huấn bộ tham mưu quân khu 3. Lúc này, miền Nam đang dục dịch đánh Mỹ, mọi công tác huấn luyện của hậu phương lớn miền Bắc đều là sự chuẩn bị cho chiến trường lớn miền Nam. Đánh Mỹ vô cùng khó khăn nên vấn đề huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho bộ đội luôn được đặt ra hết sức quyết liệt. Là trợ lý quân huấn từng kinh qua chiến đấu, từng được học tập bài bản ở nhà trường, Khuất Duy Tiến đã cùng với các đồng chí khác nghiên cứu và tổ chức thực hiện những phương pháp huấn luyện, rèn luyện thiết thực cho bộ đội. Tháng 9 năm 1967, thấy được nguyện vọng muốn ra chiến trường trực tiếp chiến đấu của Khuất Duy Tiến, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 trực tiếp gặp tư lệnh quân khu Hoàng Sâm, xin ông về làm tham mưu trưởng Trung đoàn 64. Kể từ đây, Khuất Duy Tiến luôn có mặt trên những điểm nóng nhất. Mũi nhọn nhất của trung đoàn 64. Hết phần 1.